Xin kính chào cô chú bác và anh chị đến với kênh chia sẻ về khung cảnh, nhịp sống và đường xá miền Tây. Thì hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn, đó là mình sẽ chạy trên cái tuyến đường là Bùi Hữu Nghĩa thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha. Thì giờ mình hiện tại là mình đang đứng ở trên đường Võ Văn Kiệt, chỗ cầu Bình Thủy 2. Thì giờ mình sẽ xuất phát nha, mình rẽ phải đi xuống đường Bùi Hữu Nghĩa nha, đi về hướng Long Tiền. Mình sẽ rẽ phải nha các bạn. Nếu rẽ trái thì các bạn ra chợ Bình Thủy. Còn mình rẽ phải sẽ đi về hướng trung tâm phường Long Tiền. Đường này và Bùi Hữu Nghĩa là khoảng 10 mét nha các bạn, chạy hai xe là không cần phải né gì nhau hết, thoải mái, hai xe ô tô á. Thì thời tiết thì hôm nay là hơi ui rồi các bạn ơi, mưa cũng lâm râm nữa. Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa này là xuất phát từ chỗ đầu là đường Cách Mạng tháng 8 nha, và nó chạy vào tới ở trong dây xưng của Phong Điền lắm. Mình thì mình chọn một cái đoạn ngắn của cái đường Bùi Hữu Nghĩa này thôi, thì điểm đầu là ngay chỗ cầu Bình Thủy 2, và kết thúc của chúng ta là sẽ chỗ là trường tiểu học với trung học cơ sở Long Tiền nha. Mưa lâm râm nha các bạn. Phía trước đó là cầu Gạch Cam nha các bạn. Chiếc cầm kia còn đang đẹp quá. Tới khu vực chợ Gạch Cam thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Đây là chợ Gạch Cam.
này cũng hết sức là nhộn nhịp nha. Chợ này nằm ngay trên tuyến đường Bùi Văn Nghĩa mà hôm nay chúng ta đi luôn. Con chú bác cô gì gì đó ở phương xa mà có quê gì đó ở Việt Nam mình nói chung, ở Long Hòa, Bình Thủy, Cần Thơ nói riêng, thì có xem kênh thì nhớ ủng hộ mình nha. Trên tuyến đường Bùi Văn Nghĩa này cũng có rất nhiều cái con gạch nha, thì mình cũng sẽ tranh thủ và mình quay các cái tuyến đường trên các con gạch đó gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Cũng phải đi làm nữa các bạn, mà tranh thủ cuối tuần mà cái ngày nào mình không trực á, mình tranh thủ mình đi quay. Trước mặt các bạn đó là cầu Bình Thủy Ba, đường Nguyễn Văn Linh nha. Thì mình đi dưới giả cầu, mình chạy thẳng luôn. Ngày mưa nó nãy mưa lớn các bạn ơi, nước cũng còn đầm dũng nè. Bây giờ nó đỡ mưa nhưng mà còn lâm râm. Bên nhà cửa thì người dân cũng rất đông nha các bạn.